Rồi, còn thiếu 42 rim Metal God nữa mày. Là full body rim luôn. Tết nhất mặc full body rim luôn cho đẹp mày. Tinh dần nữa không? Được cái rồi, hello tất cả các bạn nha. Mình đã quay trở lại các bạn. Tiếp tục sự nghiệp ARK á. Ăn Tết quá trời ăn luôn các bạn. Tới bữa nay mới ngồi lên á, chơi tiếp. Để coi coi. Ở cái tập trước là mình đã quánh được cái con boss Tony các bạn. Và mình có được cái linh hồn Tony nè. Tony Show á. Nhiều bạn nói với mình là bắt cái con Fire Mod chết các bạn, là chúng ta có thể tiến hóa được nó. Với lại bắt cái con Frost Seboa các bạn. Cái con Seboa băng á, là con đó cũng có khả năng tiến hóa nữa. Thì tập này mình sẽ bắt test thử á. Rồi, giờ mình sẽ đi tìm cái con Fire Mod chết các bạn. Với lại cái con Seboa băng á. Chúng ta tiến hóa thử coi coi nó như nào á. Rồi, Fire Mod chết các bạn. Rồi, ở đây có con level 150 á, mà máu có 627.000 à. Con dưới này 145 mà máu 720.000 nè. Rồi thôi, mình sẽ bắt con ở trên đi các bạn. Level 150 kiểu mà nhìn nó đẹp hơn á. Rồi, gọi con Griffin này ra lên đường các bạn. Con mod chết này nó cách mình 8.000 mấy mét thôi. Để mình gắng tăng cường mình làm vài tập ARK nữa các bạn, cho xong cái series này luôn á. Rồi chúng ta tập trung vô làm power các bạn. Giải phóng power luôn. Kiểu ăn Tết quá tràn các bạn. Bữa nay mới ngồi lên. Cứ tưởng đâu là Tết nhất là rảnh đó các bạn, làm được nhiều video á. Ai dè đâu Tết nhất kiểu mà bận sắp mặt luôn đúng không? Nó còn bận hơn ngày thường nữa các bạn. Kiểu phải đi nhà người này người kia chúc Tết đồ. Rồi đi về quê các kiểu đồ rồi đi chơi nữa. Rồi mình thấy nó còn bận hơn ngày thường đúng không ạ? Rồi, tới vị trí đây à. Ui, trời ơi. Mình tưởng đâu là cái khu này kiểu mà nó trống trải các bạn. Ai ngờ đâu là bay nhanh quá, map lót không kịp á. Mình tưởng đâu chỗ này là nguyên một cái vùng đất trống á. Ai dè đâu nè, nguyên cái khu đầm lầy á. Coi coi à. Nghe cái tiếng này là hình như là tiếng của mấy con boss thời nay mẹ. Đây 1 tỷ máu nha các bạn. Con sứa 1 tỷ máu. Rồi giờ mình sẽ đáp xuống đây đi không. Để mình test down thử coi coi nó có lên x2 chưa các bạn. Đó. Cái con Vampiric Gripper của mình là máu lên gấp đôi đó các bạn. À, hôm trước là nó 137 triệu đúng không? Giờ nó lên 255 triệu rồi. Kiểu cho nó châu châu một tí á. Rồi con này hôm trước là hình như là cái lượng đam nó là quánh được 5 triệu mốt á. Ủa gì vậy? Ồ, hết hồn các bạn. Đó lên 9 triệu 7 rồi đó các bạn. Quánh cái đầu còn 3 triệu 2 hết hồn. Tưởng đâu chỉnh nó bị lỗi chứ. Đó lên 9 triệu 7 rồi đó các bạn. Cái này nó gần gấp đôi thôi chứ nó chưa gấp đôi á. Nhưng mà 9.7 là thấy cũng ổn lắm rồi. Hôm trước nó có 5.1 rồi. Rồi, đam tầm này đi ha, để chúng ta quánh boss cho nó nhanh nhanh tí á. Chứ kiểu về sau là hầu như mấy boss mình quánh không có lại các bạn. Kiểu phải chơi nhiều người á, mod này là phải chơi nhiều người á. Nó chơi một mình mà để kiểu thông số mặc định đó các bạn, là không thể nào chiến đấu nổi đâu. Mấy con về sau kiểu mà nó trâu má ơi luôn. Ủa? Gì ta? Cái con Fire Mod chết với chiếc ngắt các bạn. Kỳ vậy? Ủa nãy giờ lo nói chuyện các bạn mình giết nó luôn hay gì? Gì ta? Hình như đâu phải mình giết các bạn, hình như là cái con này nó giết mà. Thấy chưa? Cái con tăng nó giết hay sao? Rồi, để mình tìm con khác nào. Đang nói chuyện liên thiên không để ý luôn, quay lại mất tiêu luôn. Đây, thì mình sẽ bắt cái con 145 này nữa. Máu 700 mấy ngàn. Rồi, để
bắt hai thanh niên này tiến hóa thử đấy các bạn, rồi xong rồi hả đi đập mấy con boss này mẹ. Được tốc độ bao nhanh nữa mày. Đây thanh niên đây. Quá lắc. Con này là 896.000 tu bộ bạn, hai viên. Rồi, ok. Rồi, đúng rồi bạn ơi, con này nó có khả năng tiến hóa nè bạn ơi. Ui. Nó tiến hóa thành cái con Vampiric Tony nha bạn. Dữ. Ồ, dữ dữ nha, ngon ngon. Đây, giờ mình sẽ đem cái con này về các bạn. Tony ma cà gọc. Rồi, cho nó lên full cấp thôi. Đó, 100 điểm máu, 200 điểm đam rồi. Lắc. Tăng điểm cho anh đi, liền lắc. Chị đời đấy. Là lên được tới 15.000% nha các bạn. Bình thường là nó chỉ 7-8.000 á. Máu là 26 triệu không. Rồi, giờ mình sẽ cho nó tiến hóa các bạn. Còn thiếu mấy cái blood nữa. Electric loot, rồi Delta loot, Fire loot. Dễ 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 mọi người. Mấy cái blood thì dễ kiếm thôi. Electric. Đây, sử dụng cái tính năng này các bạn, electric nè. Đó. Rồi, fire đúng không? Fire là chúng ta có con fire Spino các bạn. Rồi, con fire Spino mình vừa mới lấy nè. Rồi, một con Delta ha. Rồi, Delta Stereo đi. Đó, như vậy là giải quyết được cái phần máu rồi. Lụm tiền. Cảm giác hơi ác nha các bạn. Nhưng mà nó tiết kiệm thời gian á. Đỡ phải đi farm sát á. Đứng ở nhà chúng ta farm luôn. Rồi, theo ta. Rồi, để quăng cái con Fire Spino ra luôn nha. Con này cũng được tới 1.500 blood các bạn. Ngon. Rồi, để mình kiểm tra thử coi coi nó còn thiếu gì không. Rồi, còn thiếu cái xương của mấy con elemental các bạn. Xương của mấy con elemental. Đây cái linh hồn Tony là chúng ta cũng đã có nè. Đó, giờ chỉ còn thiếu 700 mấy cái xương nữa.
Xương thì phải đi farm rồi. Xương không có sử dụng tính năng nữa vậy. Skeletor. Rồi, Skeletor thì Element Gigant nhé mày. Rồi, dưới này có Element Red nữa nè. Rồi, mình sẽ giết cái con Gigant đi ha. Cách đây 2000 mấy mét thôi. Rồi, con này thì 15 triệu máu rồi, một hit một. Quờ cái là cũng 9 triệu 7 luôn nha mày. Dần nha. Rồi xác con này là được 4000 mấy đó bạn ơi, 4000 mấy xương á. Rồi. Đó, nhanh gọn lẹ hay chưa? Rồi, để coi coi cái con file mod chết mà lại tiến hóa thành Tony chứ bạn. Ảo thật sự. Nhưng mà con này kiểu nó chưa được full cấp luôn rồi. 517 à. Mà thôi chú ý chúng ta test đó mày. Đây bỏ xương vào. Đó đủ nha mấy ông. Rồi cho nó tiến hóa nè. Lên Tony Dragon Vampiric đó mày. Thầy mặt cà gọng á. Nó giống giống với lại con Ripper đó. Đó. Ui, đúng xịn luôn mấy ông ơi. Đúng ảo luôn mấy ông ơi. Để coi cái yên này. Tony. À nhưng mà cái này là phải cần cái yên nha bạn. Phải đi tìm mấy cái da của mấy con Vampiric nữa. Trời ơi, cái da này kiếm đâu ta? Ở trong cái thế giới của mình là mấy con này là không có luôn á. Đó chỉ có mấy con boss thôi mày, là mấy con boss nó tự động nó spawn đó. Rồi sao có được cái da đó vậy? Rồi ok. Rồi con này là 231 triệu máu bạn, 231 triệu máu đúng không? Hơi bị dữ á. Nhưng mà vấn đề giờ là mình không có cái yên nữa nè. Không thể cưỡi được. Rồi, để mình thu nó vô quá cầu nữa ha. Xong rồi chúng ta bỏ vô bàn này. Rồi. Kiểu giống như là lưu lại các bạn. Sau này có chết thì vô đây sử dụng tính năng các bạn. Móc ra là sẽ có. Đó. Nè, Vampiric Tony nha các bạn. Với lại con Ripper cho nè. Và giờ chúng ta chưa có yên nè. Để mình dẫn nó đi test thử luôn ha. Với lại còn bắt cái con Frost Seboa nữa các bạn. Con đó cũng có thể tiến hóa được nữa. Frost. Đây, Frost Zebua các bạn. Ui. Cái con này level 150 mà máu là 1 triệu gữ luôn các bạn. Máu còn dữ hơn cái con mod shop nữa. Cách đây 3000 mấy mét. À, con này là phải sử dụng đạn băng ha. Có luôn.
Con này tới 1 triệu 8 turbo nữa các bạn. Rồi, quá dễ dàng nha các bạn. Kiểm tra thử. Mình chưa có kiếp bồ bằng. Đó, đúng là con này có khả năng tiến hóa được đúng không rồi. Đây, ăn cái gì vậy? Con này là nó tiến hóa lên Nuclear Firoz nha các bạn. À, như vậy là phải đi giết cái con Nuclear Firoz để lấy cái linh hồn đó nữa. Rồi, hiểu rồi. Vậy là hôm trước là có thể là cái con Reaper là hình như là mình giết nó đâu các bạn, mình mới được cái linh hồn á, mới tiến hóa được cái con Vampiric Reaper. Đây, để tìm thử Firoz nè. Cái con Nuclear là cái con màu xanh xanh đó mày. Nè, đúng rồi, cái con boss nè. Rồi, con đó một tới 1 tỷ 6 máu đó mày. Đây, để ra chỗ trống trống mình test down thử cái con Tony nữa. Đây. Con này hiện tại giờ chưa có yên rồi. Ra lệnh cho nó đấm thử. Ba trăm mấy ngàn các bạn. Khó quá, cái này khó test down quá. Đây, đó đây mình thử chỉnh cái lệnh for tem á. Để mình cởi test down thử à. Khỏi gần yên luôn. Đó, chà nào kiểu mà có yên thì chúng ta tính tiếp vậy. Chủ yếu mình test đam thử cho mấy ông coi thôi. Cái này là phải kiếm mấy con Vampiric mới có được cái da. Mà trong thế giới này của mình không có mấy con hệ đó. Giờ mình cởi tạm đi ha. Rồi, như vậy là chiêu quất đuôi là 300 ngàn nha các bạn. 300 ngàn. Rồi, cặp thường là được 6 triệu mấy. 6 triệu mấy các bạn. Yếu hơn cái con Reaper. Nó chỉ có 2 chiêu vậy thôi. Một chiêu quất đuôi. Với lại một cái chiêu cắn như thế này. Cái con Demonic Tony bên Ray 1 Demonic Tony bên Ray 1 là kiểu quăng lửa nó trừ theo phần trăm máu bao đảo luôn. Đây, để mình đi tìm mấy con boss quăng thử á, coi là nó có kiểu mà trừ theo phần trăm máu không à. Trừ theo cái kiểu mà dạng lửa đốt của anh nó mới đã. Khu này không có mấy con Nightmare luôn rồi. Tìm thử coi. Đấy, Nightmare ha. Wow, mấy con Kacha là tỷ máu các bạn. Nói chung là tỷ máu mà lên tới hệ Nightmare là mấy con này toàn tỷ máu. À, mình thấy có con kiến đó bạn, con kiến tỷ máu là thấy ăn hiếp nó được nè. Đó. Con kiến này dù sao nó vẫn yếu yếu hơn mấy con kia. Rồi, con kiến Nightmare để bạn, tỷ máu. Với lại kiểu cảm giác cái mấy con Nightmare này nó chậm nữa bạn ơi, chơi được. Thank you.
Ủa sao nãy mới chỉnh lên Fortem giờ hết cởi được nữa ta? Ui nó nhanh lắm nha bạn. Nó quánh mình lần 3 triệu. Được quá ơi, nói chung là 1 tỷ này quánh được. Tại thứ nhất là đam mình nó cũng đã mạnh lên rồi nè. Mình có thể tăng máu được nữa. Chơi được, chơi được, chơi được. Gọi thêm vài con ra nữa. Đó, rồi Reaper nữa là nó chơi ok luôn. Con nào nó cạp được vậy? Đây, giết được là được linh hồn Nightmare các bạn. Với lại cái Nightmare Antukan gì nè. Như vậy là giết xong cái con kiến là nó chỉ cho mình hai cái cục Nightmare đó các bạn. Cái cục Nightmare Soul với lại Nightmare Antukan. Để giết thử mấy con khác thử thì sao à? Nó phải có kiểu mà máu Nightmare đồ các kiểu đó các bạn. Để chế cái cục kia. À đây nè, cái máu Nightmare nó bên đây nè các bạn ơi. Bên cái con Spino mà. Đó, chúng ta phải có được cái máu này các bạn. Để chế cái cục O các bạn. ORB này nè. Đây, cái cục Fallen này các bạn. Rồi, nói chung là cái cục pha lành là có thể chế được luôn đó. Nhưng mà hiện tại giờ là chắc là phải giết boss nó mới unlock được á. Unlock được cái cục đó là chúng ta sẽ bắt được cái con nhện đó bạn. Cái con nhện pha lành đó. Rồi, Thanh Niên sắp chết luôn bạn. Đó, mình hồi máu lên ha. Bỏ hết mấy đồ này đi ha. Đây, để mình kiếm cái con Nightmare khác quánh thử các bạn. Rồi, ở đây chúng ta có con Nightmare Kacha các bạn, với lại con Deadworm nè. Rồi con sứa. Thôi chắc quánh cái con Deadworm này thử đi ha. Con này chắc ở bên sa mạc quá. Đây, anh đi Deadworm với anh, 1 tỷ máu. Với lại con Grim luôn. À, cái con Tony là kiểu nó dễ bị lỗi các bạn. Sử dụng cái mã Fortime á thì giờ chúng ta cũng chỉ cởi được có một lần rồi, kiểu gọi nó lại là nó không có cho cởi được nữa mày. Đây ra chơi nó. Rồi mấy con Nightmare này quất cái là 3 triệu mày. Rồi được cái là Thanh Niên này đánh chậm. Đó, mình sử dụng hai con là được không?
với cái con này là mình được xô nữa nè, cũng y chang vậy đó bạn ơi. Rồi cái Nightmare Deathworm token nữa, với lại hồi nãy là được cái cháp gì đó. Đây chúng ta được cái cháp này nữa bạn, này cụ tích cháp gì nè. Rồi cái này là cái bẫy với bạn, kiểu đặt xuống là nó cũng được tăng tu bồ á. Lát nữa mình test thử nè, cúp lên này. Này chắc sử dụng sau này mình nghĩ chắc dùng để bắt cái con pha lầm nữa bạn. Rồi để đây đi ha, từ từ chúng ta nghiên cứu sau. Chắc sau này là sẽ cần dùng tới các bạn. Rồi kiểu này là mình phải về các bạn để nghiên cứu quánh cái con boss tiếp theo. Chắc là phải unlock boss tiếp theo. Rồi hôm trước là mình đã quánh tới cái con Thai 5 đúng không? Giờ tới Thai 6 nè. Cái phần tay 6 đó là dùng để chịu hỏi mấy con boss Nightmare các bạn. Kiểu chúng ta khỏi cần đi tìm ở trên bản đồ, có thể là chịu hỏi đây luôn nè. Rồi xong cái con này là con boss các bạn, là tổng hợp lại mấy cái tu cành nữa là chúng ta sẽ chịu hồi ra được cái con boss chùm cuối đây. Hồi nãy là mình đã giết Deathworm rồi đúng không? Rồi con kiến. Ở đây còn con alo nữa các bạn. Alo, rồi với lại con sứa. Kacha. Giờ chúng ta cần giết cái con alo ha, với lại cái con nói chung là chỉ cần giết cái con alo các bạn, tại vì Kacha là nó có spawn ở bên ngoài nè. Là giết được Kacha nè, với lại con sứa. Chỉ có alo là hồi nãy không có thôi. Đây, có máu à. Với lại máu Delta. Rồi, đủ nha các bạn. Vậy là mình sẽ giết cái con alo trước, rồi xong rồi giết con Kacha với lại con sứa. Chúng ta có thể là đập được cái con boss kia. Rồi, theo qua bên boss đó bạn. Rồi, tập cái con alo các bạn. Bệnh quốc nè, bỏ hết vô đây đi. Con alo này mình nghĩ đơn giản các bạn, alo Nightmare này chắc cũng giống như mấy con Nightmare kia thôi. Đó, nó cũng quánh 3 triệu rồi. Đúng là cái cảm giác tăng cái lượng đam với lại lượng máu lên gấp đôi các bạn. Giống như là hai người đang chơi á, cái cảm giác nó khỏe lên liền ha. Chứ hôm trước kiểu mà để mặc định là chơi một mình là hơi cực á. Thứ nhất là máu của mình nó ít các bạn, lại đam nó quýnh nó thấp nữa. Hay đâu á, mình quýnh được 9 triệu mấy là thấy khó không. Đúng rồi, mình chặt xác nó máu nhiều hơn các bạn. Tới ngàn mấy luôn, 1700. Rồi chúng ta có cái tô cành của cái con alo các bạn. Rồi, đúng là không có yên, cái cảm giác nó chịu không nổi á. Không có cái yên, cái máu nó thấm quá trời thấm, bạn bị quánh thấm quá trời thấm mà. Trong cái thế giới này mấy cái con Vampiric nó lại không có là sao mình farm được cái da nữa. Hay là tí nữa mình cho cái con này các bạn.
Cho con Tony nó vô quả cầu á, rồi xong rồi chúng ta sử dụng cái tính năng kia thôi. Biết đâu nó lại cho da. Đúng không? Biết đâu nó lại cho da ngon. Đây, giờ phải đi giết mấy con boss nightmare kia ha. Con cà cha đúng không? Cà cha với lại con sứa. Ô. Cứ bên đây luôn các bạn. Chắc nó quánh mình cũng 3 triệu rồi. Đúng rồi mọi người, trong thế giới này nó cắn là 3 triệu ra. Wow, nhưng mà con này quánh đau quá. Ôi ui, con này quýnh đau quá. Xem tí nữa. Xem tí nữa, thôi này mình đã cút luôn rồi. Quỷ này quánh lên tới 8 triệu mấy, càng quánh càng đau. Mình sợ đang ngủm cù tỏi quá rồi. Tự mình chơi luôn đi các bạn. Tại mình chơi nó nổi các bạn, nó thể tăng máu được nữa. Còn con Tony nữa. Rồi, mình cũng chặt được 1000 mấy máu à. À, tới con sứa vậy. Đây là cây chát luôn, cây chát luôn. Rồi đây kiếm chuyện. Ôi chết bà rồi. Khó chịu, con quỷ này nó giật chết trên thú các bạn. Hình như là phải sử dụng cái charm electric á. Mình mới không bị giật chết trên thú á.
Đây, mình có cái charm electric rồi mà nãy quên đeo vô. Còn không là phải đứng ngoài cuộc các bạn cho nó quánh. Khó nhờ, con thấy con này quánh khó mà. Rồi, có một con sứa gần kế bên mình, nhà mình luôn các bạn, 300 mấy mét. Đây, kế bên luôn. Không thì mình ra lệnh cho nó quánh đó mày. Sao thấy no hớp quá vậy ta? Thôi không xong rồi các bạn ơi, không xong rồi. Rồi trời, gì rồi, sao chưa nổi? Trời nó xịt chứ vậy rồi sao chưa nói các bạn. Má ơi. Châu cái gì? Thôi để mình dụ nó xuống thử. Xích xích xuống đây. Mình đang mang cái charm electric rồi, không biết cái dịp té không nữa. Dịp té ai chịu luôn nha. Rồi quá, con này dữ quá rồi, mà trong đám là đứng đầu đuổi là nó mạnh hơn luôn. Rồi xong. Vừa quánh vừa giật lùi các bạn. Cơ may ra. Đứng gần đại chiến là không ổn. Đó, vừa quánh vừa thụt lùi lại vậy mày. Đó, nếu quánh solo, nếu đứng gần nó không được đâu. Ấy, dịch cây chết rồi. Rồi, ý là mới có con này thôi mà nó đã khó gì rồi, con kia sao trời. Cái con boss sao vậy? Con boss kêu rồi sợ nó tổng hợp hại á.
vừa mạnh mà nó vừa có chiêu dịch điện gì đó, bố là chưa nói. Nói chung nhịp nhàng là được bạn. Giải một nhịp thì coi như đi. Mình nghĩ con này nó giảm đam. Để nó chụp vô cái đầu mình là coi như đi á. Ây da. Tính quay đầu lại mà nó vẫn giật chết. Nghĩ là học số mình đã chỉnh sai đó mà quánh còn lâu. Gì vậy? Lắc lắc nữa mày. Thôi, mấy triệu nữa. Cái nữa. Ok nha, cưới bên nhà luôn đó mày. Nói chung là mấy thanh niên này cũng có cách khắc chế nha các bạn. Nhưng mà quan trọng là tới con boss tiếp theo nè. Sao đây? Chúng ta đã thu thập đủ mấy cái token rồi đó các bạn. 5 token rồi nè. Hay là mình chịu hỏi boss đây luôn nha. Không được, được. Chịu hỏi boss đây nó gần nước nó sẽ biến mất á. À, kiểm tra thấy coi. Đúng rồi bạn ơi, cần 5 cái đó bạn ơi, 5 cái tu cầm đó. Đây, mình qua đó luôn, mình nghĩ chắc giết cái con boss này nó sẽ unlock cho mình cái All Fallen đó bạn. Cái Kimbo Fallen đó. Rồi, nhưng mà chắc con boss này sẽ rất là khó chịu các bạn. Đó. Con này chắc là kiểu quỷ diệt cả thế giới đó các bạn ơi. Nó không thường đâu. Cái này mình chỉ sợ là kiểu là nó có chiêu giật các bạn, không gì đâu. Nightmare boss các bạn. 2 tỷ. À nó không có chiêu giật với bạn, không có chiêu giật điện giống con sứa. Được, tính ra quỷ này nó còn dễ chơi hơn kia nữa. Trời đất ơi. Ồ tính ra này dễ chơi hơn con sứa nữa mày. Ra để cho nó giết bớt để trốn chỗ quá.
máu nó còn hình như mười mấy triệu với bạn. Cho nó giết chết hai cái con Red chơi với lại con Sabino của mình luôn nha. Chóng, ôi xong rồi. Rồi, unlock được cái cục O rồi bạn. Vậy là giết cái con boss đó nó unlock cho mình cái cục O. Okay, không chết hai quỷ này luôn. Mình tính cho nó chết các bạn, cho nó chóc quá mà nó không chết luôn. Rồi, con này xém chết nha. Red là xém chết các bạn. Mình thu này do tí nơi dài. Rồi chúng ta có được cái da qua Birik không không? Nói chung là giết con boss đó nó chỉ unlock cái O thôi bạn, nó không cho đồ gì hết. Đây, cái cục ORB Fallen nha bạn. Rồi, mình sẽ bắt được cái con nhện Fallen nữa. Tiền bị trôi. ORB Blood. Thiếu này meso. Đây, con này meso rồi. Delta Blood với lại Frost Blood. Nhóc luôn, mình chủ boss nhóc luôn. Đây, mình vừa mới để vô cái con Tony các bạn. Đó, lấy ra con Tony nè. Xong cho nó uống thuốc độc thử coi. Mà nó có cái da không à? Thì chúng ta có cái yên cho nó ngon á. Ác nữa. Rồi, không có cái da luôn các bạn, không biết cái da Vampiric đó là kiếm ở đâu luôn. Khó tay luôn. Thua. Chết bà không cái chú boss. Nào là của chú boss à? Đây đây đây. Đây. Là vẫn thiếu máu Delta chứ mày. Con này vậy mà được mỗi tới 1.300 blood mày. Dữ. Có 1.300 luôn. Rồi, như vậy là mình đủ đồ để chế được cái cục ORB ha. Frost.
Rồi xong rồi các bạn. Thiếu máu nhiều quá. Rồi ok. Được một cục ao. Đây mình sẽ bắt cái con Fallen đó. Trên thế giới chỉ có một con duy nhất các bạn, con nhện đó. Đó level 600 à, 110 máu. Con này sẽ là quỷ diệt cả thế giới các bạn. Hôm trước là hình như nó bên đầm lầy vậy sao. Con này mình cũng không biết là bắt nó bằng cái con này mình cũng không biết là bắn bằng cái đạn gì luôn anh. Test thử mấy cái đạn này thử được không, hay là phải sử dụng cái bẫy gì hồi nãy á, cái bẫy chat gì đó. 53 triệu tui bồ à. Ù nó nhanh lắm nha mày, không bắn được luôn rồi, không dính nữa mà. Pha là đặng đắt là tới cái hội này là hết rồi. Rồi chắc dùng cái cục hồi nãy đó bạn, cái cháp hồi nãy đó là cái cháp mình. Căng gì. Rồi, kiểu này thì mình sẽ bật gót đi các bạn để test thử thôi. Chứ cái cháp này là chúng ta phải đặt á. Trước giờ cũng chưa xài cái cháp này lần nào đó. Sao thấy turbo nó tự động nó lên nha. Ồ, vẫn bắn nó được các bạn. Cái này của mình vẫn bắn nó được. À đúng rồi bạn ơi, quăng cái này ra đó bạn ơi. Rồi xong rồi cứ bắn vụ nó lại bạn. Nó lại vậy á. Rồi nó đạp các bạn, mỗi lần như là 6 triệu máu á. Ủa 6 triệu tôi bồ chứ. Đó các bạn quăng ra một đống như nè. Rồi xong rồi bắn vụ nó đi lại. Nổ. Hết rồi. Nó bắn vô là nó sẽ nổ à. Khó chịu dữ vậy mày. Còn như vậy là phải giết nhiều con boss lắm nó mới cho mấy cái cháp đi mày. Chắp Abed. Rồi. Đây cái chắp rim là hết các bạn, cái chắp rim là hết cao nhất. Rim này cổ tích. Mình chế thử 25 cái cháp này thử rồi, 50 cái luôn. Cháp rim á. Rồi đặt thử cháp rim thử rồi. Không được là phải đi quánh boss để nó cho mình mấy cái cháp kia các bạn. Mấy cháp kia là 6 triệu tu bộ một cái á. Chắc rim là nó không lên nhé mày.
như vậy là chat riêng nó không lên đúng không? Mình phải đi giết mấy con boss này mày á, để cho nó cho mình mấy cái chat kia mới bắt được cái con này. Ok, thôi, tập sao vô chiếc tiếp vàng rồi. Tập sao mình đi giết mấy con boss này mà để lấy cái cháp kia, để bắt cái con nhà nó test thử. Tập này tạm thời tới đây đi mọi người, kẹt công việc rồi. Tí nữa chúng ta chiến tiếp. Nếu thích nhớ like, subscribe kênh giúp mình các bạn. Tập sao chúng ta chiến tiếp không? Để gắn tranh thủ mình làm cho xong cái series ADK nữa. Rồi xong rồi chúng ta tập trung vô power các bạn.